Yeah. It's good to look back and appreciate what the older generation gave us. Do you know what else is a good way to show your appreciation? You can preserve your culture by embodying the traditions and keeping it alive. Keeping traditions alive. That reminds me of a group called Living Traditions Production. Vâng thưa quý vị, khi lớn lên tại Hoa Kỳ, mọi người, nhất là tuổi trẻ thường bị lôi cuốn với kiểu sống mới. Nhưng có một nhóm múa lân mang tên là Living Traditions Productions đã giữ gìn phong tục Á Châu của mình và hàng ngày tập múa lân. Yes, Living Traditions' mission is to raise Asian cultural awareness to a higher degree, because what currently persists in a large parts of America is a more general awareness for Asian culture. But Living Tradition Productions wants to show the detailed intricacies that exist in all these arts. Như chương trình The Top Entertainment Report, Living Tradition Production cũng muốn làm nhịp cầu nối liền các thế hệ cha anh và thế hệ trẻ. Trong thời đại kỹ thuật, người lớn thường thường bị bỏ lại phía sau khi kỹ thuật càng ngày càng tăng tiến. Điều đặc biệt nhất của Living Tradition Production này là mang những phong tục tập quán của người Á Châu vào trong những điệu múa lân. Yes, and soon on July 30th, 2011, Living Tradition Productions will host an event called Beyond the Pride at the UCI Brand Event Center. Doors open at 1:30, show starts at 2, and hosted by none other than Sophie and myself. Vâng thưa quý vị, Jay và Bảo Trân sẽ có mặt ngày hôm đó cùng với các đội múa lân đến từ toàn quốc Hoa Kỳ. Đặc biệt là có đội múa lân Giao Khơ Môn của các thầy tại chùa Thiếu Lâm Tự, The Shaolin Temple, ngôi chùa nổi tiếng khắp thế giới, và đội múa lân này được thành lập vào năm 800. Sounds exciting. So please, don't miss a chance to share a part of our culture with those around us. And maybe you'll learn a little something yourself. Like the difference between a lion dance and a dragon dance. Huh? Huh? See you there.